Hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh chị một món chỉ cần vài phút chế biến tại nhà có ngay buổi sáng cực kỳ là xịn sò ha. Đây là đầu thăng bò. Đây em lấy ví dụ là đầu thăng bò Nga. Thì ngồi đầu thăng bò Nga thì nó còn có đầu thăng bò Úc, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha rất là nhiều. Đây em lấy ra đầu thăng bò Nga để review cho mọi người xem. Để mà chúng mình để mà ra được miếng steak thì ta phải cưa ra miếng là miếng như vậy. Miếng nó ta dài cũng gần 2 cm. Hàng này thì bên em có đóng gói sẵn bán lẻ từ miếng từng miếng. Các chị có điều kiện thì mua về bỏ tủ đông, trước khi ăn trước khi chế biến thì mình đã đông trong lò vi sóng khoảng chừng 2 phút, hoặc là mình giã tự nhiên trong ngăn mát tủ lạnh trước vài tiếng cũng được. Cái này chế biến rất là đơn giản, thì chúng ta cho miếng dầu và miếng bơ thôi lên chảo và bỏ thịt lên, bỏ miếng thịt lên áp áp chảo. Khi mà hai mặt nó chín vừa vừa thì ta cho thêm miếng tiêu, miếng muối hồng đã khô, đợi khi chín là tức thôi, tùy theo cái nhu cầu của từng người. Chúng ta có thể làm cái chín tới chín vừa hoặc là chín hẳn cũng được. Đây là thành phần của quay sao nó chưa biết. Hàng đầu thăng bò hiện nay thì rất là nhiều giá, 200 cũng có, 300 cũng có, 400 cũng có, từng ký tùy cái nhu cầu của mình và cái giá trên menu của mình thì có thể lựa chọn cái xuất xứ hoặc cái thương hiệu cho phù hợp. Bên em có giao hàng miễn phí trong nội thành phố Hồ Chí Minh và gửi hàng đi các tỉnh. Các anh chị có nhu cầu thì để lại thông tin cho bên em tư vấn.